Xin chào tất cả các bạn đến với Học Online. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cover bài Lữ Khách Qua Thời Gian, một bản nhạc hoa rất là hay các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đàn qua câu intro nè. Câu intro ha. Các bạn đã đăng ký khóa học piano cover solo online thì các bạn inbox mình để lấy xích nhạc miễn phí ha. Rồi bây giờ tay phải đàn do si la sol la do re re mi mi re do re la sol do do re mi sol mi lấy re mi lấy này 2 3 do si la sol la do re mi re do la do si la do si do si la 2 3 đó là tay phải của intro. Rồi bài này được đàn theo vòng hợp âm là pha trưởng, pha la do, son trưởng, son si re, mi thứ, mi son si, la thứ, la do mi. Đó, chỉ lặp đi lặp lại vòng hợp âm này cho đến hết bài. Hợp âm các bạn là fa son mi la, lặp đi lặp lại tiếp fa son mi la và về đô. Rồi về đô nha các bạn. Rồi. Về cách rải thì các bạn rải theo phương pháp 1 5 8 hoặc 1 5 8 5 hoặc là 1 5 8 10. Đó. Về các phương pháp rải tay trái thì các bạn có thể đăng ký mua cái cuốn giáo trình 30 ngày tập piano cover solo, các mẫu rải từ cơ bản tới nâng cao nè, các thế bấm đảo, hợp âm bát, các mẫu đềm hát và cả bài tập thực hành trong này luôn. Rồi bây giờ tay trái các bạn rải pha trưởng, pha đô pha son trưởng, son re son mi thứ, mi si mi, la thứ, la mi la, đô trưởng, đô son đô. Rồi hết rồi. Rồi bây giờ ghép câu đầu chậm nè. Đô si la son la đô re re mi mi re đô re la son đô đô re mi son mi đô si la son la câu intro các bạn, các bạn cứ tập hoàn thành cho mình được câu intro rồi mình tập phần vô lời sau. Bài này thì nó là một đoạn ngắn, nó được lặp đi lặp lại tới 4-6 lần. Nè, em sẽ đoàn một đoạn của nó nè. Lặp đi lặp lại chỉ một đoạn như vậy thôi, lặp đi tới 4 lần. Đó, rồi bây giờ tay phải khác một xíu so với intro. Đô si la sol la đô re mi re đô re la đô si la sol la đô re mi re mi fa mi. Rồi câu 2. Đô si la sol la đô re mi re đô re la đô si la sol la đô si đô re đô si la sol la. Đó, tới đây là hết rồi các bạn. Rồi người ta lặp đi lặp lại tới 4 lần hoặc 6 lần. Rồi ghép vô nè, vòng hợp âm thì như đã hướng dẫn rồi, bây giờ mình sẽ ghép thật chậm, các bạn cố gắng theo dõi và tập theo ha. Ghép chậm nè.
Do si la sol la do re do re mi re do re la do si la sol la do re do re mi re mi fa mi đó chỗ mà mi re mi fa mi này các bạn có thể rải như thế này mi re mi fa mi à, có nhiều cách để mình rải phần này ha. Rồi tiếp tục qua câu 2. Do si la sol la. Câu 2 thì các bạn đàn lên đàn xuống như vậy ha. Lần 1 thì mình đã đàn giữ rồi, lần 2 các bạn đàn lên đàn xuống cho nó khác tiết tấu một xíu. Do si la sol la do re. Do re mi re do re la. Do si la sol la do si. Do re do si. Đô rê đô si la sol la, phần này tay trái cũng vậy, một hợp âm trong một ô nhịp thì các bạn có thể rải nhiều kiểu đó các bạn nha. Đô si la sol la như vậy cũng được, hoặc đô si la sol la, hoặc là đô si la sol la đó, tùy các bạn chọn cái mẫu rải của các bạn nha. Rồi tiếp tục lặp đi lặp lại lần thứ hai nè. Lại tiếp thêm một lần thứ ba, mình sẽ đàn phần kết, lặp lại kết luôn. La sol la do re do re mi re do re la do si la sol la do re do re mi re mi fa mi do si la sol la do re do re mi re do re la do si la sol la do si do si la. Đó là kết bài các bạn, về lại là kết bài, mình đàn là cái câu kết bài la sol la do si la. Phần rải hợp âm kết bài thì có hai cách, một là rải hợp âm gốc của nó, la thứ thì các bạn rải này. La mi la do mi la do mi đó, cuối cùng các bạn rải ra nhanh một cái lại la sol la do si la à, hợp âm la thứ thì kết thúc cũng phải là nốt la các bạn ạ. Rồi hoặc là la thứ ép chín, la thứ ép chín thì như thế này la do mi si. Rồi mình sẽ rải này. La mi si do mi. Rồi rải nhé. Đó rải này. La mi si do mi. Rải nhanh. Đó. Được, như vậy là các bạn đã tập xong bài Lữ Khách Qua Thời Gian ha. Các bạn cố gắng tập hoàn thiện bài thật tốt và đăng video lên trong nhóm để mình chỉnh sửa bài cho các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.